Ok, và hai xin chào bạn đã trở lại với Channel mình. Mình là Jimmy Bean đây. Và đã chào mừng các bạn lại trở lại với Channel mình nha. Hai. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đi khám phá được cái hầm mỏ bí ẩn rồi anh em. Theo cái hầm mỏ bí ẩn đó thì có thể là nó có thể còn phải vượt qua được cái hầm mỏ đó và đi sâu vào trong nữa. Nhưng mà cái đó là hẹn gặp anh em ở phần 2 nha. Bạn nào nôn nóng phần 2 thì nhớ đăng ký channel cũng như bấm vào nút quả chuông ở phía cái nút đăng ký á, để khi nào mình ra video clip mới các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Mỗi ngày mình ra đều ra một video nha bạn, mỗi ngày đều một video hết, lúc 7 giờ tối hết. Như bạn em Facebook mình hỏi sao mà mình không ra video nha, ra mình ra đó nhưng mà bạn không thấy thì do bạn không bấm vào nút quả chuông. Ok men, hôm nay mình sẽ đi khám phá cái địa điểm mới lạ cho anh em luôn. Giờ mình sẽ trở lại khám phá series Beta 5 nha. Hôm qua đã vô cái hầm đó rồi, má sợ ma vãi nồi tối ngủ không được luôn anh em à. Đây, đây là hầm da đen phân linh. Ý, một xe đổi xe. Tao thích đi xe, mấy xe bắt kinh sang trọng vậy. Xuống đi, con lợn kia. Là cái bíp. Ok, để tao quay đầu xe một cách gì à, quý tông. Mấy con lợn này mẹ mày chạy bị điên à. Từ chạy, thẳng mà chạy. Đó. Fucking shit gì mẹ. Đi rồi. Ý, thằng ngu người này. Chứ tao phải quýnh mày, mày mới bỏ thằng ngu người mày quá. Chúng ta đang bắt đầu đi là một cái khu bí mật cho anh em. Anh em đọc tiêu đề có thể biết rồi nhưng mà phải đi lại đây cho anh em biết. Chúng mới nè. Cái giáo bộ không biết gì hết nha. Bộ đi. Anh em hãy comment phía dưới lại giúp mình là cái nơi mà anh em muốn mình khám phá nha, kèm theo là một vài chỉ dẫn như là anh đi khám phá cái nghĩa trang ở gần gần thành phố hay là ở gần đâu á, anh em phải nói trước. Mẹ anh em nói anh đi khám phá nghĩa trang đi rồi mình không biết nghĩa trang nào khám phá luôn, anh em phải nói chi tiết nha. Có thể lên group hội YouTuber Gatam Việt Nam để post cái hình đó lên. Ok men, trời đang rất là mưa, giờ mình đang đi chiếc Audi, logo Audi nhưng mà phía trước là bọt trơ. Ui, có một cây đào kìa, có một cây đào bay. Tránh đường, trời mưa rồi. Sao bữa nào bữa thì trời tối, bữa trời mưa, bữa thì mẹ đi giông bão. Ý, ý, nghe xe độ kìa. Nghe này qua đường là không phải đái. Sẹo gì bớt láo cho đầu bớt sẹo cho chó, bớt láo cho đầu bớt sẹo đó, đầu bị sẹo nhiều lắm rồi đó. Mình đang tới đó, cái gì vậy mé điên à, tránh đường kìa, có kìa mé nó chạy láo không, đang nhanh thì chậm, trời tối luôn kìa. Mấy giờ rồi? 7 giờ rồi. Này là gì rồi đây, tên gì, hình con ngựa kìa anh em. Ui trời mưa rồi, là Putin Lenka. Ủa mấy anh em thấy không, mấy đúng kiểu cái kinh dị luôn á. Đi xe tới chỗ khu vui chơi cuối cùng mẹ trời mưa tầm tã trời tối rồi. Vô mẹ bị ông nào hốt xác nè. Okay. Ok, đây. Đậu xe một cách. Con nào đứng kìa. Kiểu như bảo kê anh em à. Lùi xe vô cái chuyện tôn trọng đó, hy vọng nó sẽ không quýnh mình. Đó, xe bạn lái ui nè, cảnh báo luôn nè, cảnh báo tí nè, bíp đó, tự động. Ok, để mình lại mình hỏi chuyện với mày coi, coi đây là cái gì đây, đây phải khu vui chơi không, mình phải mẹ men lên đó, nó quýnh luôn giờ mẹ đi ngầu quýnh ngầu vậy. Thôi nó không cho vô mẹ, nó bảo vệ đây, bảo vệ mà mẹ chỉ trâu á, phút mắt nó cái rồi đi rồi. Điều tra ở đây là cái gì đấy, chưa gì có bảo vệ đó anh em. Ui chuồng lợn, đây nuôi lợn bay. Đó, phát hiện
anh em biết xưởng sản xuất gà rồi, bây giờ tới sản xưởng sản xuất lợn. Đó, trời sáng nữa rồi. Thôi có heo mọi nè, heo mọi nè, heo mẹ hai sọc. Anh em thấy không, trong gà ta nằm heo nó cũng không giống nhau nữa, heo có con này con kia nữa. Ok, heo làm gì anh em nghĩ coi, heo làm gì mà nó phải bảo vệ gì hả, có cái gì đó sai sai rồi, chừng là còn gì bí ẩn hơn nữa, không phải chỉ có heo thôi đâu. Mình sẽ tiếp tục điều tra chỗ này, là cắm vào nè, cắm vào là tư nhân nha, chứ không phải là một giống như quân sự. Quân sự thì mẹ nó sẽ súng nó được rồi. Đây là ở đâu, mùa mưa thấy không, mưa dột bên em lâu lâu có dột nhí nhí kìa, nhà tầm mưa liền, gió hỏi hiu hiu, bốn bề vắng lặng. Đây giống cái chuồng ngựa với, ôi cái tủ thuốc mở được luôn kìa, không lại bớt ép nghe giống như dòng bách hồ đào ha. Không thấy con gì hết. Cái bài tới gì vậy? Cái bài tới anh em ơi. Dây điện nó rung kìa. Cái dây điện bị gì vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Quá trời heo. Dây điện gì nó rung kìa. Như điện nặng bị gì á, không biết nữa, thôi mình không quan tâm, mình lo đi khám phá đi, để trời tối ở đây mẹ nó hấp gì mình chết. Để đi anh em, nhớ like video này nha, like đi, một like cho mình nào, like and comment and share video. Ok mẹ, cái gì đây, mấy luôn cái này không biết, hình như là cứ heo vậy. Vừa thấy thôi, xích cái gì trong đây bay, bồn nước nè, còn đây là cái gì, để giống nuôi bò nuôi trâu gì hết, nhưng mà chỉ có hay nuôi heo à, đang phá xưởng sản xuất heo rồi. Ok, vô tới dãy nhà nè, nay là gian chạy thôi, không thấy con nào luôn có bay, nó nuôi để qua mắt chính quyền, vì nó buông lậu ma tí không chừng đó. Vô điều tra coi, con cầm súng lên mày, nó phơ mình luôn á, theo vô đi từ thôi, ở có hồ bơi luôn kìa, tắm phát quay lủng á. Ôi nhà đẹp quá anh em à, trời ơi nuôi heo mà giàu vậy, thôi mẹ Việt Nam mình bá đạo rồi, Việt Nam mình nuôi heo là chụp luôn. Nè em tin nổi không, nuôi heo nó giàu gì nè, cái nhà có hồ bơi luôn, nhà mắt đẹp, ở đây cũng có hát nữa, ngang ngập nước kìa anh em, thấy đồ quả đã ghê không, holy shit đẹp thật, đẹp vãi nồi luôn á, đồ quả kìa, đi trên nước kìa. Ok để mình vô đây kìa, đột nhập của nhà đó. Gì đây, màn hình máy tính ở đây để làm cái gì, màn hình tivi chứ không biết luôn, trời tối rồi, sân gôn luôn kìa, mẹ nuôi heo mà giàu dữ bay, nuôi có mấy con heo mà nhà giàu cơ, để anh coi thằng bảo vệ còn đó không, bảo vệ vẫn còn anh em à, bảo vệ canh 24/24 luôn. Như trong đây về buôn bán ma tí hay cái gì nè, không phải bình thường đâu, con heo như thế nào qua mắt chính quyền thôi, siêu xe nó thì trời giàu thì thôi rồi, để mình thử ra bắt chuyện với bảo vệ coi. Hey man,
What the fuck are you doing? Tôi vô đây, tôi no ê, tôi đi mua heo. Tôi đi mua heo à. You pick tôi nó cầm dao kìa. Nó lụi, mẹ lụi thiệt kìa, súng này đó. Ê, có súng luôn. Mẹ. Trời ơi, súng ra chơi mình liền, mình còn cắn máu quá. Mình phải hạ gục thằng này anh em à. Nó bị ăn này một viên vào tim. Không, bên trái luôn, thằng tim thôi. Ngay nắng, chết, cảnh sát tới hả? Không, của Hương. Mình phải chuồn qua đây thôi. Máy bay. Bay đâu có bay gần đây hoài vậy. Mấy bay cũng cảnh sát anh em à, nhưng mà mình không bị sao nha. Là cái chỗ này cảnh sát nó thường luôn tới nè. Nhưng không biết làm cái gì, nãy mình cũng nghe tiếng chuyện thăm nữa nhớ không? Lúc mà gung gung dây điện á. Không có tiếng cảnh sát nữa, cái chỗ này ma quái quá. Chỗ này gặp thành năm càng khám phá càng cái bí ẩn. Không vô được. Mình nghe thấy ghét, mình gà giết hết chuồng heo nhà đó luôn. Con lợn kia, bố mày giết chuồng heo nhà mày. Em thấy có tối không? Để mình mở đèn lên. Mở đèn lên để anh em nó nhẹ da đen nè. Đó. Mình không có da đen nha. Mẹ mấy ông có tôi da đen tôi quỳ luôn. Tại tôi tắt đèn bộ. Nha mình hành hạ cái chuồng lợn của nó. Chú lợn. Mấy con lợn cứ chạy vòng quanh thôi, tại vì không có đường ra. Để mình tổ chức những giải trí đu lợn nha. Có cái trò này vui nè, nghĩ ra trò này vui nè. Đó. Đây nè. Đủ đạn pho lợn. Bum. Một con lợn nặng ra đi. Hai con lợn. Ba con lợn ngu quá. Cho mày ăn lợn, ăn cả mấy lợn ơi. Đấy, ba con lợn luôn rồi. Thấy hơi ác anh em à. Thôi mình vô này mình có trò này vui nữa nè. Ê, chết cụ, tụi nó về rồi. Tụi nó về rồi, bốn ăn, ba cuộn cha đó, té. Nó về rồi anh em à, chúng nghe về rồi. Nó về, băng đảng nó về rồi. Ê, xin lỗi. Em xin lỗi vì đàn lợn. Hẹn tụi bay tập sau thôi, sẽ tìm quay lại tìm tụi bay với 500 anh em. Mod nữa chỉ còn 2-3 ngày nữa có thể mod lại bình thường anh em à. Hẹn tụi bay thấy không, tụi nó về kìa, đầy đỏ trên màn hình luôn kìa. Yeah. Phải chạy thôi, đang không tốt tại mình không có mod. Biến qua đây rồi. Chỗ này mình nhớ mặt đâu đó. Ok, cũng về giết được đàn lợn nó trả hù rồi. Đẹp quá anh em à. Ồ bé đồ ạ, bác sĩ tinh chơi phê vãi nồi. Này phải đẹp không? Nhìn như học với cạnh bán đêm kìa. Đèn pha cái thứ. Có mây sương mù kìa. Ôi phát. Anh em hãy comment giúp mình cái địa điểm anh em của mình khám phá nha. Tao với mày cùng đi khám phá về miền Tây gì đó. Cái gáp chị nghe sơ sơ ơi. Oh yeah. Yeah, các bạn nhớ bấm vào nút subscribe kênh của mình nha. Hey. Đừng có subscribe vào phát cơ nha mấy ba. Mày subscribe là đăng ký á. Đăng ký kênh á. Ok mấy ba mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới. Yeah. Bye bye.